học truyền máu Nghệ An thực hiện nhiệm vụ vừa là ngân hàng máu khu vực, vừa là cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa huyết học. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, nhưng Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An đang nỗ lực từng bước khẳng định mình, vươn tầm cao mới trên mọi lĩnh vực, phấn đấu xây dựng, trở thành bệnh viện huyết học và ngân hàng máu khu vực. Anh Lô Văn Hải, 43 tuổi, bị bệnh thalassemia, là một trong số hàng nghìn bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An. Từ khi trung tâm được thành lập, các bệnh nhân bị bệnh về máu như anh Hải đã được điều trị tại đây. Điều này góp phần không nhỏ trong việc giảm áp lực quá tải cho tuyến trung ương và bản thân người bệnh cũng giảm được chi phí kinh tế đáng kể. Nhất là các bệnh nhân bị bệnh thalassemia, hemophilia, ung thư máu. Trước có trung tâm huyết học thì em vẫn ra Hà Nội. Dư có đây rồi là có trung tâm huyết học Nghệ An rồi vẫn thuận tiện hơn, gần nhà hơn, đi lại là dễ dàng hơn, không tốn kém cho gia đình nữa. Những năm gần đây, Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác khám chữa bệnh, đặc biệt đã triển khai điều trị được 37 trên 39 mặt bệnh về máu. Trong đó, có nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu thuộc tuyến trung ương như gạn tách tế bào điều trị, trao đổi huyết tương điều trị, sinh thiết tủy xương, công thức nhiễm sắc thể, triển khai kỹ thuật mới trong nhuộm hóa học tế bào, điện di miễn dịch, giúp cho việc chẩn đoán xác định các bệnh về chuyên khoa, nhất là chuyên khoa bệnh về máu. Như là với mục tiêu là trở thành một cái bệnh viện huyết học Bắc Trung Bộ, thì chúng tôi bây giờ được nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ tuyến trung ương, bệnh viện huyết học truyền máu trung ương, rồi sở y tế cũng như là sự quan tâm rất là sâu sắc của ban lãnh đạo trung tâm huyết học, thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là sẽ được càng ngày càng được sự quan tâm hơn, rồi được đầu tư hơn về cũng như là trang thiết bị cũng như vật lực cũng như là con người để chúng tôi sớm được hoàn thiện được tất cả các kỹ thuật chuyên sâu về mặt cái bệnh lý huyết học để đáp ứng cái nhu cầu điều trị của địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như là các vùng lân cận. Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An là một trong những đơn vị phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An cũng là một trong những đơn vị đầu tiên ở trong vùng đã triển khai được xét nghiệm axit nhân NAT, làm xét nghiệm quan trọng để sàng lọc cho đơn vị máu được an toàn khi sử dụng. Và trong những năm gần đây, trung tâm cũng đã ứng dụng được một số kỹ thuật mới và chuyên sâu rất là hiện đại để chẩn đoán điều trị các cái bệnh máu như là tan máu bẩm sinh, các bệnh lý về tủy xương, rối loạn sinh tủy và nhiều bệnh khác. Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận về khám chữa bệnh, thành tựu nổi bật là ngân hàng máu tại đây không những ngày càng tăng về số lượng mà chất lượng càng được nâng cao, đảm bảo an toàn truyền máu. Với quy mô hiện tại 150.000 đơn vị máu mỗi năm và tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189-2012, Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An là ngân hàng máu đứng thứ 5 toàn quốc. Trung tâm đang tiếp nhận và cung ứng máu cho 43 cơ sở khám chữa bệnh thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, tiến tới là Quảng Bình. Sàng lọc máu, định nhóm máu là mắt xích vô cùng quan trọng, đảm bảo an toàn truyền máu đã được quan tâm đầu tư triển khai kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về phân tử như kỹ thuật NAT, kỹ thuật định nhóm máu tự động. Do cái nhu cầu của người bệnh rất là đông, thứ hai nữa là về y tế chuyên sâu của tỉnh nhà nó phát triển theo nghị quyết 39, thì sẽ là thành lập trung tâm, sẽ thành lập là bệnh viện huyết học truyền máu của tỉnh Nghệ An, của khu vực Bắc Trung Bộ. Từ cái nhu cầu đó cho nên là trung tâm huyết học truyền máu phải mở rộng thêm nữa. Hiện tại bây giờ là mới đáp ứng được khoảng 80% về nhu cầu máu và chế phẩm máu. Cho nên muốn đạt được 90-100% thì rõ ràng là phải mở rộng cái ngân hàng máu này ra hơn nữa. Và cái tiến tới năm chúng tôi tiến tới dự kiến năm 2025 này phải là đến khoảng 90.000 đến 100.000 đơn vị máu và chế phẩm máu là cung cấp cho trên toàn tỉnh Nghệ An và một phần của tỉnh Hà Tĩnh. Đưa các cái chế phẩm máu
đạt tiêu chuẩn đến các cơ sở, các bệnh viện để cung cấp máu tại chỗ cho các bệnh viện có nhu cầu truyền máu và chế phẩm máu. Xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực Bắc Trung Bộ là một trong những mục tiêu trọng tâm trong nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, và Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị đặc thù chuyên sâu cần phải nâng tầm, đáp ứng với nhu cầu cũng như kế hoạch thực hiện của tỉnh. Theo đó, kế hoạch phát triển từ năm 2022 đến năm 2026 và những năm tiếp theo, phấn đấu xây dựng Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An trở thành Bệnh viện Huyết học Truyền máu, là đơn vị chuyên khoa tuyến tỉnh hạng 2 hoàn chỉnh, có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại tương xứng để đáp ứng nhu cầu về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ, phát triển khối truyền máu để trở thành trung tâm máu khu vực. Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An có được kết quả như ngày hôm nay, đó là sự dày công của các cái thế hệ đi trước và sự quan tâm của tỉnh nhà mới có được một cái thành quả bước đầu. Tuy nhiên, để đáp ứng với nhu cầu người dân cũng như mong đợi của các nhà quản lý các cấp, thì trung tâm đã từ cố gắng đến chính mình, đặc biệt là chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ chuyên khoa sâu về huyết học truyền máu và chuẩn bị cơ bản một số cái kỹ thuật để triển khai. Nhưng để mà đáp được tròn vẹn cái bệnh viện huyết học truyền máu thì rất cần cái sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, của tỉnh ủy và của Sở Y tế cũng như các cấp các ngành, và đồng thời là sự hỗ trợ từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Thì tôi hy vọng rằng là cái Bệnh viện Huyết học Truyền máu tỉnh Nghệ An xứng tầm ở khu vực. Với mô hình bệnh tật ngày càng phức tạp, gia tăng mặt bệnh và số lượng bệnh nhân, vì vậy việc xây dựng và sớm có được Bệnh viện Huyết học và Ngân hàng máu khu vực là việc làm có ý nghĩa cấp thiết quan trọng. Để đạt được mục tiêu nêu trên, ngoài sự nỗ lực của trung tâm, rất cần sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các ban ngành liên quan tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho trung tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cũng như thu hút đào tạo nguồn nhân lực phù hợp. Từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các bệnh liên quan đến huyết học, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân và trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân, người hiến máu và các bệnh viện có sử dụng máu trong tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ.